Tại sao cà ri lại cay cay tê tê? Ở nhiều nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, món cà ri gồm rau và thịt hầm nhừ rất được yêu thích, nhưng cũng có những người không hợp với vị cay cay tê tê của món này. Cà ri cay tê lưỡi bởi vì trong đó chứa sẵn nhiều loại gia vị cay. Gia vị chủ yếu tạo nên mùi vị đặc trưng của cà ri là nghệ. Vì nghệ có màu vàng cam nên cà ri cũng có màu vàng đặc trưng. Ngoài ra còn có tới 10-30 loại gia vị dùng để nấu cà ri. Tại sao phải sử dụng nhiều gia vị đến vậy cho món cà ri? Cà ri vốn bắt nguồn từ Ấn Độ. Ở Ấn Độ, từ xa xưa, các loại gia vị được sử dụng như những vị thuốc cho cơ thể. Ví dụ, ớt làm tăng hương vị món ăn, đồng thời còn cung cấp nhiều vitamin C. Củ nghệ có tác dụng cải thiện tiêu hóa, giúp bài tiết các chất độc trong cơ thể ra ngoài. Tương tự như thế, các gia vị khác trong cà ri cũng tốt cho dạ dày, và chúng kết hợp với nhau thì tốt cho nhiều cơ quan trong cơ thể ta.